những công dụng thần kỳ trị bệnh của lá mơ, mời cả nhà nghe nha. Một là bệnh dạ dày, đó mình hái 10 lá đến 12 lá ăn sống hàng ngày, hoặc là mình giã xay máy sinh tố rồi lấy nước uống trước khi ăn khoảng 20 đến 30 phút nha. Nhớ làm đều đặn hàng ngày rất là hiệu quả nha. Hai là bị bí tiểu, tiểu gắt. Bí tiểu, tiểu gắt thì mình cũng hái lá mơ vo uống liên tục mấy ngày là sẽ hết nha cả nhà. Đó. Ba là chữa cái bệnh kiết lỵ tiêu chảy. Đó. Thì mình hái bệnh này thì hơi lâu một chút, đó là mình hái một nắm lá mơ rửa sạch sắc mỏng trộn với lòng đỏ trứng gà nha. Cái bệnh kiết lỵ này thì mình nhớ là trộn với lòng đỏ trứng gà, đó mình chiên rán áp trên cái lá chuối á. Đó, rồi ăn trị vuông sáng rất là hay nha. Cái bài thuốc này thì bà bầu ăn cũng rất là tốt luôn nha cả nhà. Đó, bệnh viêm đại tràng, viêm loét thì mình ăn sống hoặc là xay lấy nước uống cũng rất là tốt nha. Đó là những cái bệnh về lá mơ. Nói chung là rất là nhiều bệnh, nhưng đây là mấy cái bệnh cơ bản, nhất là trị về đường ruột, dạ dày. Cái lá này thì ăn giải nhiệt nha, giải nhiệt rất là mát mẻ cho cơ thể nha. Có cái bệnh nữa là viêm tai giữa của trẻ em á, thì mình hái lá mơ đó, rồi hơ lửa. Xong rồi mình vò, mình nhét vô cái lỗ tai đó, nhét vô dừa thôi. Rồi để dậy qua đêm, sáng hôm sau mình lấy ra nha. Rất là tốt nha, trẻ em nó bớt nhức đau nha.